Zombie Apocalypse. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh review TV của mình. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn chương 505, 506 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương trước, Tiêu Viêm đã mất tới một tháng trời mới có thể luyện được tầng thứ nhất lôi thiểm của Tam Thiên Lôi Động. Từ sự tu luyện đó, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được hắn đã đạt tới bát tinh đại đấu sư đỉnh phong. Đang lúc tu luyện, hắn đã có cơ may khi gặp được cơ duyên lĩnh ngộ, thước pháp nhờ vào ý cảnh những đợt sóng của ngọn cây. Chương 505, Địa Tâm Thối Thể Nhũ. Tiêu Viêm triệu hồi ra Tử Vân Dực, hướng nơi có tiếng thú từ xa truyền tới cấp tốc bay đến. Vẹn vẹn chưa đến 10 phút đồng hồ, liền tiếp cận nơi có tiếng thú kêu, hơn nữa khi nghe thấy tiếng thú kêu, còn có thể cảm ứng được mấy cổ hơi thở khác, những hơi thở mạnh mẽ so với Lâm Diễm không sai biệt nhiều, thậm chí trong đó có một hai đạo hơi thở so với Lâm Diễm còn mạnh mẽ hơn. Cảm thụ được những hơi thở này, Tiêu Viêm cảm thấy một chút kinh dị, Lâm Diễm cũng đã đạt được cấp bậc cường giả đấu linh đỉnh phong, so với hắn còn mạnh hơn, đây chẳng phải là nói. Nơi này có thể có đấu vương cường giả sao? Hiện lên ý niệm này, Tiêu Viêm hơi có chút cảnh giác, thật cẩn thận ẩn giấu đấu khí dao động của bản thân, tiếng hít thở cũng dần dần chậm lại, sau lưng Tử Vân Dực hơi rung lên, thân hình lặng lẽ đi vào bên trong rừng rậm. Đi vào trong rừng, Tiêu Viêm nhanh chóng đem Tử Vân Dực thu hồi, sau đó nhanh nhẹn phi hành trên những cây cối này, trông giống như linh hầu đang truyền cành. Không lâu sau, trước tầm mắt có một khu đất trống trải, mà đặc biệt Tiêu Viêm ánh mắt quét nhìn về phía rừng rậm phía trên có một khe núi nhỏ, trên khuôn mặt vốn kinh ngạc hiện giờ lại càng thêm phần kinh hãi. Ở chỗ khe núi nhỏ, có một sơn khẩu giống như một cái hồ lô, mà giờ khắc này tại chỗ sơn khẩu này có một con vượn màu trắng đầu to, thân thể to lớn cỡ 3-4 trượng đang đứng sừng sững. Vượn bạch khổng lồ hơi thở tản ra hàn băng sắc bén, ồ ồ hô hấp từ bên trong cái mũi to lớn, rồi lại thở ra giống như hai luồng sương khói màu trắng, hai cánh tay có chút thon dài. Thủ trảo to cỡ chừng hai cái đầu người lớn, thủ trảo ngẫu nhiên huy động liền có vài đạo kình phong hung hăng bắn ra, bổ thẳng vào tảng đá làm đám đá vụn bắn đi khắp nơi. Đôi mắt màu đỏ tràn đầy cuồng bạo cùng sát ý, lúc này đây hung hăng nhìn chằm chằm vào sáu đạo nhân ảnh phía trước. Đây là Tuyết Ma Thiên Viên, bọn người kia lá gan cũng không nhỏ, Tuyết Ma Thiên Viên trưởng thành lực lượng có thể bổ vỡ đôi núi thép, mặc dù con vượn trước mặt mọi người mới trưởng thành không lâu, nhưng ít nhất có thể so sánh với ba tinh đấu vương cường giả đấy. Có nhìn thấy cốc khẩu kia không? Đứng chắn là một con vượn lớn mà vẫn hấp dẫn mấy người kia. Thanh âm kinh ngạc nhất thời vang lên từ trong lòng Tiêu Viêm. Mấy tên gia hỏa kia cũng không yếu. Thanh âm Dược Lão tiếp tục nhàn nhạt vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng đem ánh mắt quét về phía kia, vây quanh Tuyết Ma Thiên Viên có 6 người, người đầu tiên trên ngực đeo huy chương, khuôn mặt không khỏi có chút thay đổi. Tên này là nội viện đệ tử. Như thế nào thực lực lại mạnh mẽ được đến vậy? À, Hàn Nguyệt học tỷ sao lại cũng ở đây? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm bỗng nhiên kinh dị. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhìn thấy đứng ở bên trái có một vị nữ tử dịu dàng, mái tóc dài sáng ngọc màu bạc, mặc áo bào trắng, đúng là người học cùng với Tiêu Viêm nội viện đệ tử Hàn Nguyệt. Bọn họ như thế nào đều tụ tập ở trong này? Mày khẽ nhíu lại, ở đây hắn chỉ nhận ra mỗi Hàn Nguyệt còn những người khác hắn đều không biết, nhưng là từ Hàn Nguyệt cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Tại trong nội viện này, ngoại trừ người bài danh, cường bản, cao thủ đứng đầu, còn có thể có đệ tử nào đủ quyết đoán dám đến vây giết ma thú cấp bậc đấu vương. Tên đại gia hỏa thật đúng là khó chơi. Hàn Nguyệt, bên trong thực sự theo lời ngươi nói có vật kia hả? Ngươi cũng không nên linh tinh để chúng ta chém giết hộ ngươi. Tuyết Ma Thiên Viên này cho dù là một ít trưởng lão của nội viện đều cũng khó đánh lại, chúng ta nơi này nếu là luận đơn đã độc đấu, cũng không thể đánh được nó, một khi nó nổi điên lên thì chúng ta có phiền toái không nhỏ. Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc, bỗng nhiên có một đạo thanh âm vang lên, Tiêu Viêm nhìn thấy người này là một gã có dáng dấp cường tráng, trên khuôn mặt hơi xương xương,
ước chừng so với thường nhân cao hơn 2 cái đầu, một thân thể khổng lồ, làm cho người khác cảm giác áp bức, điều làm cho người ta chú ý. Hắn tay phải đang nắm chặt một thanh thiết chù y thật lớn. Thiết chù y đen thui, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra những tia ám quang. Cánh tay của nam tử đường gân nổi lên cuồn cuộn, cầm thiết trùy to lớn kia rất nhẹ nhàng. Nghiêm Hạo học trưởng yên tâm đi, ta rõ ràng biết trong đó nguy hiểm, cho nên sẽ không nói giỡn. Nếu là sai lầm, Nghiêm Hạo học trưởng muốn tới hỏi tội, Hàn Nguyệt sẽ không trốn tránh. Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như núi lạnh. Ha ha, Nghiêm Hạo, loại chuyện này Hàn Nguyệt biết tính toán thế nào cả rồi, ngươi cũng không cần quá mức hoài nghi. Nếu là trong sơn cốc thực sự có vật kia, vậy đối với chúng ta chỗ tốt là không nhỏ, 4 tháng nữa là đến giải đấu, nếu lúc này thực lực chúng ta có thể tiếp tục tăng tiến, trong trận đấu sắp tới thật có khả quan. Tiếng cười trong sáng vang lên. Ánh mắt Tiêu Viêm theo thanh âm nhìn lại, nhưng trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Người nói chuyện là một gã dung mạo tuấn tú, thân mặc áo bào xanh, thanh niên này tuổi ước chừng 26. Thông thường, người trẻ tuổi hay kiêu ngạo, nhưng người thanh niên này có cảm giác khác hẳn. Vẻ mặt, ý cười, bộ dáng cực kỳ làm cho người khác có hảo cảm. Áo bào màu xanh, ăn nói đi đứng nhỏ nhẹ, làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Ha ha, Nghiêm Hạo, ý kiến không cần thiết đâu, làm sao mà phải lo lắng về lời nói của Hàn Nguyệt chứ? Nghiêm Hạo trong lòng lặng lẽ nói thầm một tiếng tên này, Tiêu Viêm mơ hồ cảm thấy được có chút quen tai. Lúc này, Nghiêm Hạo có khuôn mặt hơi chút ngăm đen đảo cặp mắt trắng giả, mở miệng nói. Người nói thật thoải mái, mà thú này đủ sánh với cấp bậc đấu vương cường giả, xem như thực lực của chúng ta nếu đấu với nó mà chủ quan thì có người có thể mất mạng đều không phải không có khả năng, Lâm Tu Nhai cũng là nghĩ xác nhận một chút thôi, dù sao ai cũng không muốn một mình đánh nhau với nó. Lâm Tu Nhai không nghĩ tới người này được Lâm Diễm nhắc tới, xem khí chất của người này, cũng khó trách người có tính cuồng ngạo như Lâm Diễm tại mơ hồ cũng mang theo một chút kiên kỵ. Hắn chợt nhảy dựng lên, ở nội viện đệ tử, tên này hắn đã nghe vô số lần, ai nhắc đến tên này đều mang theo một tia ngưỡng mộ, tôn sùng. Có lẽ người này, nếu nói về thực lực cũng không phải là đệ tử cực mạnh của nội viện, nhưng luận về mị lực chỉ sợ toàn bộ nội viện, còn không có người có thể sánh cùng. Ha ha, có thể ở trong nhóm cường bản, không có ai kém cả. Tuy nhiên, thực lực so với ma thú tuyết ma thiên viên này đích xác còn kém hơn. Nhưng muốn đánh bại nó nhất định phải chịu thiệt. Lâm Tu Nhai cười nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm một thanh trường kiếm màu xanh. Nhất thời, tiếng vang thanh thúy truyền ra, mà theo thanh âm này truyền bá, một luồng lốc xoáy gần như thực chất, bỗng nhiên xuất hiện, vù vù cuốn không ngưng nghỉ. Bây giờ không phải lúc cãi cọ, các ngươi cũng đã đi theo ta đến nơi này, và vật kia đối với các vị, sự thật là rất có hấp dẫn, cho nên, hiện tại công việc hàng đầu là trước tiên đem đầu ma thú tuyết ma thiên viên này đánh bại. Các ngươi cũng đều rõ ràng sự trân quý của vật kia, một khi tin tức bị truyền ra thì chỉ sợ ngay cả bên trong Hắc Giác vực đều đã có không ít người tiến đến dòm ngó, lúc đó có hối hận cũng không còn kịp rồi. Nghe mọi người chung quanh có chút ý kiến bất đồng, Hàn Nguyệt nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nhàn nhạt nói. Hàn Nguyệt vừa nói ra, mấy người bên cạnh đều cười hắc hắc, nhún vai, cũng không ai cãi lại, quay lại nhìn về phía tuyết ma thiên viên ma thú. Đợi 5 người chúng ta ngăn chặn nó lại. Các vị có thủ đoạn gì thì cũng dùng ra đi, mấy người chúng ta cũng không phải vô dụng. Tuy Hàn Nguyệt so với mọi người ở đây thì có thực lực hơi yếu một chút, cũng không tham gia vào hoạt động vây giết này, cho nên người chú ý giúp chúng ta quan sát động tĩnh chung quanh một chút. Lâm Tu Nhai nâng trường kiếm lên nhìn, khẽ cười nói. Khi nghe vậy, Hàn Nguyệt có đôi chút chần chờ, khẽ nghiêng cằm, chân dẫm lên trên tảng đá, thân hình nhanh nhẹn phóng ra ngoài, cuối cùng thân thể mềm mại đứng thẳng ở chỗ trống trải, tập trung quan sát động tĩnh chung quanh. Ha ha, chư vị, đã lâu chưa từng liên thủ với nhau rồi, không biết có còn tốt không đây. Nhìn thấy Hàn Nguyệt lui về phía sau, Lâm Tu Nhai ảm đạm cười, thanh sam tung bay, một cổ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, xem cổ khí thế này có vẻ đã đạt cấp bậc đấu linh đỉnh phong, chỉ chờ đột phá đến đấu vương. Không nghĩ tới ngươi đã bước một chân vào cấp bậc đấu vương,
thật không hổ là quán quân trong giới tân sinh. Cảm giác trong cơ thể Lâm Tu Nhai tràn ngập ra khí thế mạnh mẽ. Nghiêm Hạo không khỏi than lên. Nghiêm Hạo, ngươi cũng đã tiếp cận đến rồi chứ? Lâm Tu Nhai nhìn Nghiêm Hạo, nói: chỉ là mơ hồ tiếp xúc thôi, không so được với ngươi đâu. Nghiêm Hạo cười khổ lắc lắc đầu, bàn tay nắm chặt thiết chù y đen thui. Nhất thời kinh khí khủng bố như muốn đem không khí xé rách, truyền ra tiếng vang bén nhọn, chém ra một chùy thật lớn, đất đá văng tung tóe. Đứng ở sau Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo, khác với hai người đem khí thế cùng bạo, bùng nổ. Ba người này cũng là đấu linh cường giả, khí thế của họ xem ra yếu hơn Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo. Nội viện không hổ là nơi tu tập thiên tài của đại lục, mấy người bọn họ bất quá chỉ khoảng 25 tuổi mà đã đạt cấp bậc đấu linh cường giả. Thiên phú này ở bất kỳ địa phương nào đều có thể xưng là kỳ tài ngút trời, cảm giác ở giữa sân có những cổ khí thế mạnh mẽ khiến trong lòng Tiêu Viêm không khỏi than thầm. Giữa sân, cảm giác được nguy cơ có thể xảy ra, đầu tuyết ma thiên viên to lớn kia trong mắt đỏ đậm lại càng nồng đậm thêm rất nhiều, trảo của nó như hắc thiết vỗ mạnh vào lồng ngực đầy lông mao của nó, nhất thời một cổ kình khí phát tán ra làm cho những tảng đá lớn xung quanh bị đánh tơi tả. Một lũ ngu xuẩn, vọng tưởng cướp đi địa tâm thối thể nhũ của ta có thể giết chết các ngươi. Tuyết ma thiên viên nâng cái đầu thật lớn lên, ánh mắt màu đỏ gắt gao nhìn vào mấy người, sau nửa ngày trầm mặc, âm thanh cuồng bạo bỗng như tiếng sấm nổ vang bên tai của mỗi người. Tuyết ma thiên viên đã đạt tới cấp bậc đấu vương nên nó mới có thể mở miệng nói chuyện. Trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc vì tuyết ma thiên viên có thể cảm giác được hành động của đám người này, sau lại biết là ở trong động này còn có địa tâm thối thể nhũ. Trong miệng lặp đi lặp lại cái tên này. Một lát sau thân thể Tiêu Viêm đột nhiên run rẩy mãnh liệt, phía trên khuôn mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, sau đó lại là mừng rỡ như điên. Nơi này lại có cả địa tâm thối thể nhũ, chính là một loại địa chi linh vật. Chương 506, cường bản cao thủ. Địa tâm thối thể nhũ sinh ở dưới đất, hấp thu tinh hoa ở dưới lòng đất, trải qua năm tháng sinh trưởng, trăm năm thành vụ hình thì nó ở dạng thể rắn, ngàn năm sau ngưng hợp thành dịch hình. Nếu là phẩm cấp càng cao hơn thì đó chính là địa tâm thối thể nhũ. Có công hiệu tắm cốt luyện thần, hơn nữa bởi vì nó hấp thu một lượng đại địa chi lực khổng lồ, thậm chí khi ngươi đang bên bờ đột phá để tấn giai, khi sử dụng nó thì tỷ lệ thất bại giảm đi rất nhiều. Nói như vậy bởi vì loại địa tâm thối thể nhũ này được hình thành dưới điều kiện rất hà khắc, bởi vì rất ít người có may mắn gặp được nó. Bản thân Tiêu Viêm cũng chỉ là tại một loại lần nghe Dược lão nhắc qua mà thôi. Lúc ấy nghe được thần hiệu tẩy tủy luyện cốt của nó cho nên Tiêu Viêm đem nó ghi tạc trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay ở trong này nhìn thấy loại thiên tài địa bảo mà bao nhiêu người thầm mơ ước. Trên khuôn mặt mừng như điên kéo dài một hồi lâu mới dần dần thu liễm, Tiêu Viêm thật cẩn thận điều hòa hô hấp lại, ánh mắt không tự chủ được chiếu vào trong sân cốc, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói: địa tâm thối thể nhũ có ở chỗ này sao? Như thế nào, động tâm sao? Thanh âm Dược lão tại trong lòng Tiêu Viêm nói: hắc hắc, loại kỳ bảo này nói không động tâm thì chính là giả dối. Nếu là ta có thể có được một giọt địa tâm thối thể nhũ thôi, chỉ sợ trong vòng 1-2 tháng đột phá đấu linh cấp bậc. Mà không phải lão sư nói địa tâm thối thể nhũ này có thể có công hiệu tẩy tủy luyện cốt, nếu là ta có thể có được nó, đột phá đến đấu vương cấp bậc cũng có khả năng a, cũng khó có thể đánh giá hết chỗ tốt. Tiêu Viêm thật là không có che giấu thèm muốn đối với địa tâm thối thể nhũ, hắn lưng đeo không ít đồ vật này nọ, mất tích của phụ thân, gánh vác mối sỉ nhục bị Vân Lam Tông đuổi giết, cho đến nguyên nhân của Dược lão, nói không chừng ngày sau còn đối mặt với hồn điện thần bí, những việc này khiến hắn rất muốn nhanh chóng nâng cao thực lực. Nếu không đừng có mà nói tìm kiếm được phụ thân, che chở Dược lão, mà ngay cả Gia Mã Đế quốc hắn cũng không dám trở về. Một người mà ngay cả nhà mình cũng không thể bảo vệ, cứ chạy trốn như chó nhà có tang, còn có gì là thể diện chứ đừng nói ở bên ngoài ra vẻ tiêu dao. Ở trong này gặp được địa tâm thối thể nhũ đích xác ra ngoài dự liệu của ta, có thể có được đối với ngươi hẳn có nhiều chỗ tốt, không cần nói cũng biết, chẳng qua đầu huyết ma thiên viên này cũng không phải hạng vô dụng. Nói như vậy, mặc dù ma thú cấp bậc đấu vương chính là đã mở ra linh trí,
nhưng còn chưa mở miệng nói chuyện được như nó. Ta nghĩ, nó ở đây để thủ hộ địa tâm thối thể nhũ. Dược lão cười cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ngay cả thôn thiên mãn loại dị thú này tại đấu vương cấp bậc cũng không thể nói chuyện được. Huyết ma thiên viên mặc dù cũng là dị thú hiếm thấy, nhưng mà cũng khó xếp cùng đẳng cấp với nó. Nếu nó có thể thăng cấp tiến hóa, chỉ có thiên tài địa bảo trong truyền thuyết địa tâm thôi thể nhũ ở trong kia mà thôi. Làm sao bây giờ, chúng ta thừa dịp bọn họ đang chiến đấu, vụng trộm tiến vào chứ? Tiêu Viêm ở trong lòng lặng lẽ hỏi. Muốn từ cốc khẩu đi vào cũng có thể, phi hành vào khiến không khí chấn động khó tránh khỏi làm cho bọn họ chú ý, bọn người kia thực lực cũng không yếu, cho nên muốn bọn chúng trong lúc chiến đấu, không chú ý được xung quanh, mình lẻn vào trong đó. Dược lão bất đắc dĩ nói. Vậy làm như thế nào cho phải, hay là mình làm ngư ông? Dược lão khẽ cười nói. Lão sư, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Tiêu Viêm ngẩn ra chợt ngượng ngùng lắc đầu. Nếu là bọn chúng không nhân ra mình, mà Hàn Nguyệt kia, Tiêu Viêm cảm thấy được nàng cũng không tồi. Nghe bọn hắn lúc trước nói chuyện, tựa hồ là nàng tìm đến nơi này đầu tiên. Nếu mình làm ngư ông đem toàn bộ chiến lợi phẩm chiếm đoạt, thật đúng là có điểm. Ha ha, ngươi đừng xem trọng đám người kia. Mặc dù đầu tuyết ma thiên viên này tựa hồ mới đi vào trưởng thành kỳ không lâu, nhưng dẫu sao nó cũng là một loại ma thú dị chủng hiếm thấy. Ma thú này trong cơ thể chảy ra một loại cuồng bạo huyết mạch. Bình thường loại huyết mạch cuồng bạo này không hoàn hảo, chỉ khi nào thức tỉnh thì thật sự khó nói. Lúc ấy cho dù là cường giả đấu vương năm tinh gặp nó thì cũng phải tránh xa. Đám người kia ngay cả một cường giả đấu vương đều không có, làm sao có thể chiến thắng nó? Đến lúc đó nếu là chiến đấu không tốt, nói không chừng còn có người thương vong. Dược lão cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một chút kinh dị, không nghĩ tới huyết ma thiên viên lại kinh khủng như thế, xem ra Hàm Nguyệt cùng mọi người tỷ lệ thắng cũng không lớn rồi. Trong lúc Tiêu Viêm cùng Dược lão nói chuyện, tại nơi cốc khẩu bầu không khí dương cung bạc kiếm đã bùng nổ. Năm đạo thân ảnh hóa thành những cái bóng mơ hồ, riêng rẽ hỗn loạn hung hãn vô cùng, những đạo kình khí không cái nào giống cái nào như những sợi tơ đầy màu sắc nhằm vào chỗ đứng của huyết ma thiên viên mà công kích. Rư. Nhìn thấy bọn Lâm Tu Nhai không chịu rút đi, trong ánh mắt huyết ma thiên viên càng thêm nồng đậm, liếc mắt một cái nhìn lại cái đám người này, vung lên thủ trảo to lớn hung hãn của mình, đồng thời huyết ma thiên viên há mồm to như chậu máu cất tiếng trống rùng rợn. Nhất thời đất đá bay mù mịt tán loạn. Tại lúc huyết ma thiên viên trống to rùng rợn, Lâm Tu Nhai cùng mấy người thân hình tốc độ rõ ràng thoáng chậm lại, mà ngay tại chốc lát thân hình bọn họ chậm lại, bàn chân huyết ma thiên viên hung hăng đập mạnh xuống mặt đất, toàn bộ đáy cốc đều lắc lư. Thân thể mượn sức đẩy mạnh lên, giống như một quả pháo trắng to lớn. Nhanh như chớp lao lên giữa không trung, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Nghiêm Hạo, thủ trảo nắm chặt, hàn khí tại trảo cấp tốc ngưng tụ, trong chớp mắt hình thành móng vuốt hàn băng to lớn. Hàn băng thủ trảo vũ động, lập tức đối với Nghiêm Hạo trái tim như trào ra ngoài, thủ đoạn ngoan liệt như vậy mang theo sát ý, không chút nào lưu tình lao tới. Xem ra đầu huyết ma thiên viên này ngay từ đầu đã hạ quyết tâm phải giết chết mấy người. Huyết ma thiên viên kia thân hình to lớn nhưng không khiến tốc độ bị ảnh hưởng chút nào. Thật ra ngoài dự kiến của Nghiêm Hạo, bất quá hắn thực sự không phải là không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Thiết chù y đen thùi trong tay dường như theo quán tính hung hăng vung mạnh ra ngoài, thiết chù y xé rách không khí phát ra tiếng vang bén nhọn, thậm chí Tiêu Viêm đang nấp ở trong rừng cây cũng phải hơi nhíu mày. Bang bang. Thủ trảo cùng thiết chù y hung hăng đập vào nhau, gây lên một tiếng nổ. Bên trong băng đá văng khắp nơi, Nghiêm Hạo thân hình cấp tốc bị bắn ngược trở ra, và đập vào cây cối chặn ngang khiến chúng hoàn toàn bị bẻ gãy. Va đập như thế vào mấy chục cây thân hình to lớn mới ngừng lại được. Ngẩng mặt lên, khóe miệng hắn đã có vết máu. Ha ha, tốt, huyết ma thiên viên không hổ là ma thú đã trưởng thành, bất quá muốn một kích giết ta, ngươi vẫn còn kém một chút. Xóa đi vết máu trên khóe miệng, Nghiêm Hạo khẽ cười. Không quan tâm thân thể có chút thương thế, lại nắm chặt thiết chù y, thân hình giống như một chiếc xe tăng nhằm vào huyết ma thiên viên đánh tới. Bên trong cốc khẩu, vài đạo nhân ảnh cấp tốc tránh né.
phối hợp với nhau tạo thành trận hình đem huyết viên thiên viên vây chặt vào trong, cuồng phong mạnh mẽ đấu khí không chỉ có một loại, hung hăng đánh ra. Cùng lúc các loại đấu kỹ mạnh mẽ uy lực mang theo kình phong sắc bén thật mạnh mẽ đánh tới người huyết ma thiên viên mang theo từng lớp màu trắng lông mao. Lâm Tu Nhai và mấy người công kích rất mãnh liệt, có chút ngoài dự đoán của Tiêu Viêm và Dược Lão, bọn người kia có thể trở thành 10 người đứng đầu của nội viện cường bản, đích xác bổn sự cũng không tầm thường. Bất quá bọn họ công kích tuy mãnh liệt, mà huyết ma thiên viên phòng ngự cũng chắc chắn vô cùng, lớp lông mao ở dưới cơ hồ bị băng tầng cực kỳ rắn chắc hoàn toàn bao phủ vào, mặc kệ công kích đánh vào như thế nào đều cũng chỉ có thể mang theo từng đợt lạnh lẽo băng tiết, thủy chung khó có thể cho hắn mang đến thương tổn. Cứ chiến đấu như vậy Lâm Tu Nhai và đám người cũng chống đỡ không được bao lâu. Dù sao huyết ma thiên viên hồi phục lực lượng so với nhân loại còn nhanh hơn nhiều. Trong tay trường kiếm màu xanh rung lên, mũi chân điểm nhẹ như gió, Lâm Tu Nhai thân hình di động giữa không trung, gió nhẹ khẽ thổi qua khuôn mặt, mắt nhìn thấy mọi người ai nấy đều ngưng trọng, nhìn bốn người Nghiêm Hạo vây quanh, tuyết ma thiên viên vẫn như cũ sinh long hoạt hổ không thấy vẻ mệt mỏi. Hắn nhíu chặt đôi mày, trường kiếm trong tay hơi rung lên, một chùm đấu khí màu xanh từ trong cơ thể theo kinh mạch cấp tốc tràn vào bên trong thân kiếm, hơn nữa thân kiếm cũng đột nhiên to lớn hơn 10 lần. Trên thân kiếm có một cơn gió lốc vòng quanh, xung quanh đều có gió nổi lên dập dần. Theo thời gian tăng lên, song phương chiến đấu càng mạnh mẽ. Nơi cốc khẩu đất đá văng khắp nơi, hai bên năng lượng đối nhau, dư chấn làm cho mặt đất bị dập nát. Ở trên mặt đất, từng cái khe giống như mạng nhện từ chỗ đang chiến đấu lan tràn ra. Lực phá hoại lớn như vậy, cũng làm cho Tiêu Viêm phải than thầm, không hổ là gần đến trình độ cường giả đấu vương. Sức chiến đấu theo thời gian tăng lên, quả thật hơn xa đại đấu sư, thậm chí ngay cả đấu linh bình thường cũng không có thể sánh bằng. Nghiêm Hạo, ngăn nó lại. Bàn tay nắm chặt trường kiếm màu xanh, Lâm Tu Nhai trầm giọng quát. Cảm nhận được giữa không trung nổi lên kình phong khủng bố, Nghiêm Hạo cùng mọi người hiểu được Lâm Tu Nhai đang thi triển đấu kỹ sở trường của hắn, lập tức đều gật đầu một cái, công kích càng thêm mãnh liệt, nỗ lực kiềm chế tuyết ma thiên viên để cho Lâm Tu Nhai có thời gian ngưng tụ đấu kỹ. Tuyết ma thiên viên đồng dạng cũng là cảm nhận được trên bầu trời ngưng tụ kình khí khủng bố, kình khí này rất sắc bén làm cho nó cảm thấy sợ hãi. Há cái miệng rộng trống to lên một tiếng, nhất thời một cổ năng lượng băng hàn gợn sóng, cấp tốc khuếch tán mà ra. Những tảng đá ở xung quanh gặp phải băng hàn gợn sóng tác động tới, chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành những khối băng. Tuyết ma thiên viên bỗng bộc phát, làm cho mọi người vội vàng buông tay, thân hình cấp tốc nhanh nhẹn tránh né băng hàn gợn sóng đang truy kích đến. Một kích bức lui Nghiêm Hạo cùng mọi người, tuyết ma thiên viên thú trên mặt dữ tợn, bàn chân mạnh mẽ dậm xuống mặt đất, thân hình khổng lồ vọt bay lên trời, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, miệng há to gào rít, ánh mắt trực lửa, sát ý bạo dũng. Vung thủ trảo sắc bén lên hung hăng công kích Lâm Tu Nhai. Nếu Lâm Tu Nhai bị chảo này chụp vào bên trong, mặc cho Lâm Tu Nhai thực lực có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ cũng gặp phải kết cục là đầu óc lẫn lộn mà thôi. Tiêu Viêm ở bên trong rừng cây, nhìn tuyết ma thiên viên công kích Lâm Tu Nhai ở trên không trung, hắn nhìn không được lắc lắc cái đầu, tên gia hỏa này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Trong lúc Tiêu Viêm đang thầm than, chỉ thấy ở trên không trung không có chỗ mượn lực, bỗng nhiên Lâm Tu Nhai hai vai rung lên, xuất hiện một đôi cánh năng lượng màu xanh, mạnh mẽ bắn ra, hai cánh rung lên, thân hình hắn nhanh nhẹn tránh thoát một kích khủng khiếp quả tuyết ma thiên viên trong gang tấc. Hơn nữa còn dựa vào lực của nó bay cao lên mấy trượng nữa, trường kiếm trong tay, cấp tốc rung rẩy, không ngừng phát ra âm thanh thanh thúy, quanh thân cuồng phong lại mãnh liệt nổi lên. Lâm Tu Nhai ngưng tụ đấu kỹ sắc bén nhất của mình thời điểm này cũng đã hoàn thành. Này! Đấu khí hóa cánh! Người kia! Thăng cấp thành đấu vương rồi sao? Hơi giật mình nhìn Lâm Tu Nhai sau lưng có một đôi cánh chim năng lượng, giữa sân mọi người càng lúc càng sợ run lên. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ mình nhé.